để lưu các dữ liệu gồm các bộ trống và các rip vào trong USB. Nên nhấn menu, xoay nút số 1 chọn USB, nhấn enter để lưu từng bộ trống đơn lẻ. Xoay nút số 1 chọn kit, nhấn enter, chọn hết sổ muốn sao. Xoay nút số 3 chọn hết sổ, thí dụ như bộ trống số 2 Cuban kit đi. Ok, tôi lưu vào trong bộ nhớ của USB, nó có 99 memory lần. Bấm save ở vị số 1, nó đã save vào. Tôi có thể lưu toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ của SP30 sang USB bằng cách xoay nút số 1, xem backup all, nhấn enter. Bấm save. Nhấn save đè lên. Và để gọi ra, tôi chuyển sang tab load. Đây, tôi có thể load từng bộ trống hoặc load tất cả. Trong khi lưu hoặc là load bộ nhớ USB thì các bạn đừng đánh vào bất kỳ mặt bét nào hết, vì khi đánh nó có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu hoặc là load dữ liệu.